Vâng, em chào quý vị nhé. Hôm nay em tiếp tục mà đưa lên đây một cái con âm ly dòng của Sansui nhé. Đấy, một trong những cái thương hiệu âm ly mà đã và đang được rất nhiều quý vị quan tâm, hỏi rất là nhiều nhé. Thời gian gần đây bên em được hỏi rất là nhiều về cái dòng Sansui này nhé. Thì hôm nay em sẽ đưa lên đây cho quý vị một cái con Sansui 6-7S nhé. 6-7S hàng mặt nhôm màu đen nha, và là vỏ gỗ nhá. Đây. Đây. Hàng về rất là đẹp luôn nhá. Đây. Em cứ nhìn xem nhá. Rất đẹp nhá. Đây. Tuyệt vời nhá. Đây thì quý vị nhiều quý vị nó bị tối. Đây em cũng ngửa lên cho quý vị xem nhá. Đẹp chưa? Rất đẹp nhá. Đây mặt trước còn ở đây nha. Đây. Đấy. Tuyệt vời nha. Quá đẹp quý vị nha. Đấy. Đây sườn bên tay trái đây nha. Đấy. Đấy quý vị xem. Đấy. Tuyệt vời nha. Đấy. Nếu như nó bảo là nó đẹp, nó không có một cái tì vết gì thì em không dám nói cái câu đấy nhá, bởi vì đây là hàng bãi, nó đã qua sử dụng rồi thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có một vài cái tì vết bé bé nhỏ nhỏ nhá. Nhưng mà ở đây là với một cái nhận định khách quan, hàng nó đã qua tay sử dụng và từ bên Nhật nó về đây mà như này thì nó quá xuất sắc, quá đẹp nhá. Này nhìn xem nhá. Hồi kia chúng ta không hề tìm được một cái vết xước nào trên cái nắp máy này cả nhé. Đấy. Trừ khi là quý vị gọi là bới đông tìm vết thôi nha, thì may ra nha, thì quý vị mới có thể là nhìn thấy một vài cái vết này xước gọi là hình răm rất là bé nha, bằng sợi tóc nha, một sợi tóc rất ngắn nha. Đấy. Quý vị mà lớn như thế thì chỉ có mua hàng mới thôi, không mua được hàng bãi đâu nha. Đây em đi cùng con này đằng sau đấy nhá. Hàng về cũng chỉ có một con này thôi nên em đọc luôn series nhá. 21010479 nhá. 21010479 nhá. Mã sản phẩm 6-7S nhá. Công suất 200W. Công suất của âm ly 200W nhá. Trở kháng của âm ly đây. 4 đến 16 ohm nhá. 4 đến 16 ohm nhá. Đấy. Thì là với cái mức trở kháng như thế này thì quý vị thừa biết nhé, là nó sẽ đáp ứng được tất cả các cái dòng loa hiện đại nhé. Vì chẳng có cái con loa nào mà nó dở hơi đến mức của nó 3 ohm cả nhé, và cũng sẽ chẳng có con loa nào nó dở hơi đến mức mà nó lên tận là 17-18 ohm nhé. Với một mức trở kháng 4-16 ohm như này thì là nó đã đáp ứng được tất cả cái trở kháng của loa rồi nhé, trên thị trường rồi nhé. Đấy. Đây thì con này là size 43 nhé, size 43 đấy. Hai con tay của em là 42 rồi, thêm một đoạn đây là 43 nhé. 21 nhé. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 5 gì đấy là chiều sâu của âm ly nhé. Chiều cao của âm ly nó khoảng tầm 10 đây, 1/3, 2/3 con tay, 2/3 con tay nó khoảng tầm 14-15cm gì đấy nhé, 15-16 tầm đấy quý vị nhé. Thì con này thì bây giờ nó hoạt động ok hết nhá. Hàng về và em đã vệ sinh hết ở bên trong và cắm test ok hết rồi nhá. Thì em sẽ test thử cho quý vị nghe một đoạn nhá. Quý vị ai có nhu cầu mua thì liên hệ sớm nhá. Con này giá của nó là 4.9 đấy nha, nhưng mà 4.9 cơ, nhưng mà bây giờ thì cũng đang hỗ trợ cho quý vị nhá. Bởi hôm nay bên em đã và đang rất tích cực để cho quý vị những cái giá nó rất là ưu đãi, rất là tốt để cho quý vị có thể là vừa chơi được âm ly mà vừa kinh tế được trong cái vấn đề gọi là chống dịch gần đây nhá. Con này bên em bán với giá là 4.590.000 đồng nhá, 4.590.000 đồng cho cái con âm ly này nhá. Quý vị ai mua hàng thì liên hệ sớm nhá. Đấy.
cấp đây. Hành quân ngày đêm gian lao lòng để ăn đi bạn vẫn chơi bốn ông bát rồi nhá, chơi là bát này chơi tép này cho nên nhiều khi ba lăng trái phải nhá. Đấy là hai bế đều lên nhá. Đấy, ok nhá. Bảo rằng vì cái này lúc nào nút muting nhá. Nút muting là nút để chúng ta giảm đi 2 decibel trong cuộc bấn trong trường hợp mà chúng ta đang bị sốc âm thanh nhá. Mà thường chắc cái nút này ít dùng nhá. Sốc sonic. Sub Sonic này thì là quý vị tìm hiểu thêm nhé, nó gần như là một cái mạch âm sắc để dùng chuyên giải trầm nhé. Sub Sonic này. Tông nhé, nếu nhả lúc này ra thì là vô rung bắt tép có tác dụng, tức là nghe ở direct nhé, nghe ở chế độ direct này. Đấy, quý vị nghe thì này không hề khiển được nhé. Đấy, quý vị cũng phải lưu ý cho em luôn cái vấn đề này nhé, bởi vì rất nhiều quý vị về và không chỉ là bắt tép, một cái là gọi lên bảo là chúng bên cửa hàng bán vớ vẩn, bán linh tinh, bán này nọ nhé. Thì quý vị trước khi nói những câu như vậy, xin mời xem lại cái hướng sử dụng này nhé. Chúng ta ấn nút tông này đã, cho đèn nó sáng đã nhé. Lúc đó quý vị mới có thể khiển được nhé. Đây, lúc này quý vị có thể hoàn toàn bật bắt chép. Đây. Đấy là vừa rồi là em nói là nói thật là cũng là nói nó dễ nghe rất nhiều so với cả cái cuộc gọi của cái khách hàng ấy rồi nhá. Thì quý vị lưu ý giúp cho nhá. Đấy, những cái này là nó nhỏ nhặt thôi nhưng mà nó cũng khá là quan trọng đấy nhá. Đấy. Đây là các cái chỉnh đầu vào nhá. Đây xin mời quý vị nghe thử một đoạn chơi đâm xem nó ổn định không nhá. Quý vị nhá, em con này trước khi quay em đã test cả mấy ngày này rồi nhá, thì là quý vị có thể yên tâm là nó chạy rất là ok nhá. Mọi thông tin chi tiết về cái con âm ly 6.7F này quý vị liên hệ bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhá. Vâng, em xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh của bên em nhá. Và rất mong là quý vị tiếp tục ủng hộ kênh bên em bằng cách là chúng ta hãy đăng ký kênh, bằng cách chúng ta hãy chia sẻ những cái video lên trên YouTube, lên trên Zalo, trên Facebook để cái kênh của bên em được biết đến nhiều hơn nữa trong cái cộng đồng người chơi âm thanh nhé. Vâng, em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nhé. Vâng, em xin chào mọi người ạ.